Xin kính chào quý vị và các bạn. Quý vị và các bạn đang theo dõi bản tin giao thông an toàn được phát sóng hàng ngày trên kênh VTC14. Mở đầu bản tin ngày hôm nay là những tin vắn giao thông đáng chú ý. Tổng cục Đường bộ Việt Nam vừa công bố trong tháng 11 năm 2016 đã xử lý tổng cộng 9.491 phương tiện nhờ kết quả thiết bị giám sát hành trình. Theo đó, trong tháng 11 năm 2016, bình quân có 71% tổng số phương tiện truyền dữ liệu về hệ thống của Tổng cục Đường bộ Việt Nam. Qua phân tích, cả nước có 59.107 lần phương tiện vi phạm tốc độ. Thông qua dữ liệu giám sát hành trình, các sở giao thông vận tải đã xử lý 1.180 xe, thu hồi phù hiệu, đình chỉ khai thác tuyến 1.109 xe, từ chối cấp phù hiệu 71 xe. Các lỗi vi phạm trên cao tốc Thành phố Hồ Chí Minh - Trung Lương bắt đầu được phạt nguội từ ngày 19 tháng 12 khi hệ thống giám sát xử lý vi phạm trật tự an toàn giao thông trên tuyến cao tốc này được khai thác. Với 15 camera được lắp đặt dọc tuyến, hệ thống giám sát xử lý vi phạm trật tự an toàn giao thông có thể xác định và phát hiện các lỗi vi phạm như chạy sai tốc độ, dừng đỗ sai quy định, đi vào làn đường không được phép, vượt đèn đỏ, đi ngược chiều, đi xe làn, chuyển làn tại đoạn đường không cho phép. Vào khoảng 11 giờ 30 trưa nay, ngày 20 tháng 12, tại ngã ba đoạn giao nhau giữa đường Lý Thái Tổ và Lê Hữu Thọ, phường Tân An, thành phố Buôn Ma Thuột, tỉnh Đắk Lắk, đã xảy ra vụ va chạm giữa xe bồn chở bê tông và xe máy khiến một người phụ nữ đi xe máy tử vong tại chỗ. Vào thời điểm trên, xe máy mang biển kiểm soát 47N7-4618 do chị Phan Thị Huyền Trang điều khiển lưu thông trên đường Lý Thái Tổ thì bất ngờ va chạm với một xe máy khác khiến chị Trang ngã xuống đường. Cùng lúc này thì xe bồn mang biển kiểm soát 47P-2674 lưu thông cùng chiều phía sau cán phải. Chị Trang đã tử vong tại chỗ. Vào chiều nay 20 tháng 12, chính là thời điểm điều chỉnh giá xăng cuối cùng của năm 2016 và mặc dù đã thực hiện trích lập và sử dụng quỹ bình ổn, tuy nhiên thì tất cả các mặt hàng xăng dầu đều đồng loạt tăng giá mạnh, đẩy giá xăng dầu lên mức cao nhất từ đầu năm đến nay. Theo đó, kể từ 15 giờ chiều nay, giá bán lẻ xăng RON 92 ở mức 17.594 đồng một lít, tăng 919 đồng. Xăng sinh học E5 tăng thêm 800 đồng lên mức 17.322 đồng một lít. Các mặt hàng dầu cũng tăng mạnh khi dầu hỏa được bán ở mức 11.943 đồng một lít, tăng 734 đồng. Dầu diesel tăng thêm 761 đồng lên mức 13.433 đồng một lít. Dầu mazut tăng 672 đồng, được bán với giá 10.634 đồng một lít, 1 kg. Theo Bộ Công Thương, bình quân giá thành phẩm xăng dầu thế giới trong 15 ngày vừa qua đã tăng rất mạnh. Do đó, các nhà điều hành phải tăng giá bán xăng trong nước. Như vậy, kể từ đầu năm đến nay, thì giá xăng đã trải qua 13 lần tăng với mức tăng tổng cộng gần 6.500 đồng một lít. Cùng với đó là 9 lần giảm với tổng cộng gần 5.000 đồng một lít và 2 lần giữ nguyên giá. Để đáp ứng nhu cầu đi lại của người dân từ trung tâm lên sân bay Nội Bài và thị xã Sơn Tây, sáng nay ngày 20 tháng 12, Tổng Công ty Vận tải Hà Nội đã tiếp tục khai trương thêm 2 tuyến buýt mới số 89 và 90. Cùng với đó là thay thế toàn bộ xe mới cho tuyến buýt số 14. Việc bổ sung tuyến buýt mới cũng như thay thế phương tiện nhằm mục đích nâng cao chất lượng dịch vụ cũng như mở rộng vùng phủ sóng của xe buýt trên địa bàn thủ đô. Cụ thể, tuyến buýt số 89 có hành trình từ bến xe Yên Nghĩa, Thạch Thất, bến xe Sơn Tây và tuyến buýt 90 Kim Mã, Cầu Nhật Tân, sân bay Nội Bài. Các phương tiện thay thế có sàn bán thấp, đạt tiêu chuẩn khí thải Euro 3, hệ thống cabin độc lập cho lái xe, trang bị đồng bộ 3 bảng thông tin LED hiện đại, văn minh, Wi-Fi miễn phí, hệ thống GPS được nâng cấp và hệ thống kết nối âm thanh tự động. Việc mở thêm 2 tuyến buýt mới sẽ góp phần phục vụ cho người dân các huyện ngoại thành như Hoài Đức, Quốc Oai, Thạch Thất, Phú Thọ, thị xã Sơn Tây đi lại thuận lợi. Bên cạnh đó là kết nối trung tâm thành phố và sân bay quốc tế Nội Bài, giúp tăng cường kết nối giữa hình thức vận tải hàng không và vận tải hành khách công cộng bằng xe buýt. Bắt đầu từ ngày 1 tháng 1 năm 2017, có tổng cộng 9 lỗi vi phạm giao thông sẽ chính thức bị xử phạt. Trong đó có lỗi rất phổ biến và quen thuộc như không làm thủ tục sang tên chính chủ, đi ô tô nghe điện thoại hay không thắt dây an toàn. Cụ thể, với hành vi không làm thủ tục sang tên xe chính chủ khi mua, được cho, tặng,
phân bổ, điều chuyển, thừa kế tài sản là xe mô tô, xe gắn máy và các loại xe tương tự xe mô tô sẽ bị phạt từ 100 đến 200 nghìn đồng. Phạt với mức tiền tương tự với người điều khiển xe ô tô không tắt dây an toàn tại vị trí có trang bị dây an toàn khi xe đang chạy. Đồng thời, người được chở trên xe ô tô không tắt dây an toàn tại vị trí có trang bị dây an toàn khi xe chạy cũng bị xử phạt. Không chỉ vậy, hành vi dùng tay sử dụng điện thoại di động khi đang điều khiển xe ô tô chạy trên đường sẽ bị phạt từ 600 tới 800 nghìn đồng. Các lỗi vi phạm còn lại chủ yếu liên quan đến xe vi phạm tải trọng cầu đường và không có thiết bị in hóa đơn đối với taxi. Sau gần 2 tháng triển khai, hệ thống camera phạt nguội trên cao tốc Nội Bài - Lào Cai đã phát huy được rất nhiều tác dụng. Thời gian tới, Bộ Giao thông Vận tải sẽ hoàn thiện hành lang pháp lý cho việc xử lý vi phạm trên các tuyến cao tốc. Sau gần 2 tháng triển khai hệ thống camera giám sát trên tuyến cao tốc Nội Bài - Lào Cai, số trường hợp vi phạm đã giảm gần 50% so với trước đó. Hiện nay, nhiều tuyến đường cao tốc như Hà Nội, Hải Phòng, Thành phố Hồ Chí Minh, Trung Lương, Cầu Rẽ, Ninh Bình đã được lắp đặt hệ thống giao thông an ninh ITS hiện đại giúp cho việc quản lý, khai thác, vận hành tuyến đường dễ dàng hơn. Việc lắp đặt hệ thống camera có độ phân giải cao cho hình ảnh rõ nét có thể giúp xác định rõ các hành vi vi phạm. Đại diện các đơn vị quản lý, vận hành đường cao tốc cho rằng cần quy định cụ thể trong luật, kết quả thu được từ thiết bị của đơn vị quản lý đường bộ đưa ra, lực lượng cảnh sát giao thông có thể xử phạt ngay. Đơn vị cung cấp hình ảnh sẽ chịu trách nhiệm về tính chính xác của dữ liệu. Trước đó, Nghị định 46/2016 của Chính phủ đã cho phép người có thẩm quyền xử phạt sử dụng kết quả thu được từ phương tiện, thiết bị kỹ thuật nghiệp vụ cung cấp cho cơ quan có thẩm quyền làm căn cứ để xác định vi phạm. Sở Giao thông Vận tải Thành phố Hồ Chí Minh vừa làm việc với Công ty Cổ phần Công nghệ Tiên Phong, đơn vị đề xuất thu phí ô tô vào nội đô để tái khởi động đề án này. Đây là một trong những giải pháp cấp bách để kéo giảm ùn tắc trên địa bàn thành phố năm 2017. Theo như nội dung của đề án này, để giảm ùn tắc khu nội đô Sài Gòn, cổng thu phí tự động sẽ được xây trên các tuyến đường ở quận 1, 3, 5, 10 và ô tô phải nộp 30 đến 50 nghìn đồng khi vào trung tâm. Theo ý kiến của Công ty Cổ phần Công nghệ Tiên Phong, có hai vấn đề cần phải giải quyết nếu muốn triển khai đề án này, đó là quy định pháp lý thu phí và hình thức chế tài như thế nào. Trước đó, hồi năm 2010, Ủy ban nhân dân thành phố Hồ Chí Minh chấp thuận đề xuất của ITD về dự án tổ chức thu phí ô tô vào khu trung tâm. 2 năm sau, đề án chính thức được trình Ủy ban nhân dân thành phố Hồ Chí Minh, nhưng sau nhiều cuộc họp, đề án này vẫn chưa được triển khai. Theo đề án lúc đó, 36 cổng thu phí tự động sẽ được xây xung quanh khu vực hạn chế trên các tuyến đường bao quanh quận trung tâm. Tại cổng sẽ lắp các thiết bị tính phí và camera chuyên dụng để nhận dạng các loại xe. Tổng mức đầu tư của toàn dự án khoảng 1.200 tỷ đồng. Ngày 1 tháng 1 năm 2017, loại hình phương tiện vận tải hành khách công cộng khối lượng lớn BRT trên địa bàn Hà Nội sẽ chính thức được đưa vào khai thác thí điểm. Tuyến đường mà loại hình buýt BRT lưu thông qua có mật độ phương tiện khá lớn, điều này khiến nhiều người lo ngại rằng tình trạng ùn tắc sẽ gia tăng. Cơ sở để người dân lo ngại đó là phương tiện buýt nhanh BRT có đường đi riêng, chiều rộng và chiều dài cơ sở của xe khá lớn. Điều đó có nghĩa phần đường dành cho các loại xe thông thường diện tích sẽ bị thu hẹp. Ghi nhận của phóng viên VTC14. Cầu vượt Láng Hạ, 10 ngày nữa vào giờ cao điểm, xe cơ giới cũng như xe máy sẽ không được phép lưu thông. Áp lực phương tiện sẽ bị dồn vào khu vực ngã tư Láng Hạ, Huỳnh Thúc Kháng. Thực tế này khiến những người thường xuyên đi qua tuyến đường này không khỏi lo ngại. Tuyến này thì ngày xưa trước là điều ùn tắc ghê lắm. Ở bên trước kia chưa có cầu vượt này thì hầu như là tất cả giờ cao điểm là chỗ ngã tư này là tắc tịt, học sinh rồi người đi làm về rất là đông. Đấy, thế mà bây giờ có cầu vượt này đã giải quyết được mấy thời gian rồi, thấy là khá lên, không bị ùn tắc ở đây. Thế bây giờ lại cấm xe đi nữa thì rồi sẽ lại ùn tắc, xem chắc chắn là như thế. Lộ trình của tuyến buýt nhanh BRT sẽ di chuyển theo hướng bến xe Yên Nghĩa, Lê Trọng Tấn, Tố Hữu, Lê Văn Lương, Láng Hạ, Giảng Võ, Kim Mã với tổng thời gian lưu thông 45 phút một lượt. Đây đều là những tuyến đường có mật độ dân cư, phương tiện rất cao. Vì vậy, tình trạng ùn tắc hay xung đột giao thông sẽ rất đáng lo ngại. Ngoài ra, với tần suất lưu thông khoảng 5 phút một chuyến thì xe buýt sẽ liên tục xuất hiện trên đường, là nguy cơ ùn tắc giao thông cục bộ kéo dài tăng lên. Hai cái làn đường dành cho xe ô tô và xe máy là sẽ khả năng là sẽ không đáp ứng được. Lý do vì sao? Bởi vì như bình thường như này nhá, thì anh nhìn đây,
nếu mà bình thường như này 3 làn xe, 2 làn ô tô và 1 làn xe máy đã đông rồi mà bây giờ bớt 1 làn xe đi thì em nghĩ là sẽ ủn tắc hơn. Mật độ cao như này lại để dành như một đoạn đường khoảng nữa ở hai bên để dành riêng cho nó thì sẽ tắc. Nếu mà có ông có phân luồng để cấm như vậy xe buýt đi đây và cấm taxi theo giờ cao điểm nọ kia thì phân luồng chỗ khác lại tắc, thì chỗ này không tắc thì chỗ khác lại tắc. Trung tâm Quản lý và Điều hành Giao thông Đô thị Hà Nội cho rằng dù muốn hay không thì việc đưa loại hình vận tải khối lượng lớn BRT vào hoạt động là việc cần thiết, nhất là trong điều kiện ùn tắc giao thông trên địa bàn thành phố ngày càng gia tăng. Tuy nhiên, trung tâm này cũng lưu ý rằng thời gian đầu mới dừng lại ở mức thí điểm nên những tồn tại hay bất cập sẽ dần được điều chỉnh. Cái ùn tắc giao thông nó có thể xảy ra bất kỳ thời điểm nào, vì những cái sự cố trên đường, với cái làn đường chúng ta là cái đường giao thông hỗn hợp, cái rủi ro nó luôn luôn xuất hiện, và đặc biệt xuất hiện nhiều ở những cái vị trí có cái xung đột cao như cái chỗ quay đầu và những cái nút giao thông. Thì theo cái phương án thì nó có những cái lực lượng ứng trực của cảnh sát giao thông và của thanh tra giao thông, đặc biệt vào những cái khung giờ cao điểm, thì lực lượng này sẽ là người hỗ trợ trực tiếp để giải tỏa và ứng phó kịp thời khi có những cái sự cố xảy ra. Đường dành riêng cho xe buýt nhanh BRT là việc làm cần thiết, vì đây là loại hình vận tải hành khách công cộng, khối lượng lớn, tần suất hoạt động ngắn và phương tiện có khổ lớn. Tuy nhiên, với một tuyến đường dài chưa tới 20 km với hàng chục nút giao đồng mức, nếu không có những giải pháp căn cơ, giảm ùn tắc đâu chưa thấy, mà có khi xe buýt nhanh còn gây thêm tắc đường. Thông tin trên cũng đã khép lại bản tin giao thông an toàn ngày 20 tháng 12 của VTC14. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Xin kính chào và hẹn gặp lại.